Chào các bạn. Bài tập tiếp theo trong phần lập trình hướng đối tượng, chúng ta sẽ làm quen với màn hình có yêu cầu như sau. Đây là một cây nhân viên. Thì cây nhân viên này nó thể hiện thông tin chứa danh sách các cái nhân viên bên trong có cái dạng là tree view. Thì để làm được bài này thì chúng ta sẽ đi qua cái phần phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào họ tên của nhân viên. Sau đó ta đi xử lý, cập nhật thêm, xóa trên cây danh sách nhân viên. Còn thông tin xuất thì chúng ta sẽ có danh sách nhân viên trên cây. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Đầu tiên chúng ta đi tạo lớp cây nhân viên. Thì chúng ta kế thừa từ một cái điều khiển đã có là tree view, do đó ta có là inherit tree view. Sau đó ta cũng có các cái thành phần như là biến thành viên, các thuộc tính, hàm khởi tạo và phương thức tính toán. Cụ thể hơn trong phần bài giải, chúng ta sẽ làm quen với những chức năng xử lý trong cái lớp này. Thì các bạn quan sát, đây là lớp cây nhân viên kế thừa từ tree view. Thì chúng ta có các biến thành viên như sau: số nhân viên và nguồn dữ liệu là array list. Rồi sự kiện cho biết chúng ta có đang chọn trên một cái nút nào đó trên cây hay không. Thì chúng ta sẽ nhận vào một cái tree node, là một cái kiểu, một cái nút ở trên tree view. Về thuộc tính thì ta có xây dựng các thuộc tính chỉ đọc như là read only. Ta có số nhân viên thì khi đó ta sẽ lấy thông tin số lượng nhân viên ở trong cái danh sách. Còn thuộc tính chỉ cho phép ghi là write only, là nguồn dữ liệu, thì chúng ta sẽ gán nguồn dữ liệu bằng với một cái danh sách ở bên ngoài. Về phương thức thì chúng ta sẽ có phương thức new mà không có tham số. Thì ta yêu cầu cái tree view khởi tạo, có nghĩa là mybase.new, rồi khi đó số nhân viên bằng 0. Phương thức new thứ hai đó là ta truyền vào một cái mảng. Thì khi đó các bạn yêu cầu là cái mybase.new là lớp tree view khởi tạo. Ban đầu gán số nhân viên bằng 0. Sau đó ta duyệt qua từng phần tử trong cái mảng đó và ta lần lượt add từng cái phần tử vào trong cái node, từng cái nút của cây. Rồi ta tăng cái số nhân viên lên 1. Cứ như vậy ta duyệt qua đến cuối mảng. Trường hợp tiếp theo là ta vừa có một cái mảng chứa danh sách các cái nhân viên, đồng thời vừa có những cái hình ảnh trong cái email list. Thì chúng ta làm tương tự. Đầu tiên các bạn khởi tạo từ cái lớp cha là mybase.new, rồi ta gán email list bằng với cái email. Số nhân viên ban đầu bằng 0 và chúng ta sẽ duyệt qua từng phần tử. Thì ta khai báo một cái biến n có kiểu là tree node và các bạn lần lượt lấy ra phần tử thứ y. Rồi ta gán vô thuộc tính test của tree node email index bằng 0. Có nghĩa là ta lấy được cái hình ở vị trí đầu tiên trong email list. Thì tùy, chúng ta có thể tạo ra một email list và chúng ta gán những cái thông tin hình, những cái hình mà chúng ta thích vào. Rồi selected index, selected email index bằng 1, có nghĩa là chúng ta muốn khi chúng ta chọn vào trong nối thì cái hình nó thay đổi thành một cái hình khác, thì chúng ta sẽ chọn cái vị trí số 1 trong email list. Rồi ta đưa cái tree node này vào tập hợp các nút trong tree view thì thông qua là mi.node.add truyền vào, rồi tăng số nhân viên lên. Còn khi thêm nhân viên thì chúng ta yêu cầu nút trên tree view thực hiện thêm, và khi đó là thêm một cái chuỗi rỗng node.add, rồi ta tăng số lượng số nhân viên lên 1. Và các bạn muốn con trỏ mà đưa muốn thao tác
tại cái nút vừa thêm thì ta cho là label edit bằng true. Rồi tại cái vị trí cuối cùng thì các bạn cho là node chấm item số nhân viên trừ 1 begin edit, có nghĩa là ta đưa con trỏ vào trong cái ô đó để chúng ta thêm trực tiếp trên nút. Còn hủy nhân viên thì chúng ta sẽ xét nếu như số nhân viên mà bằng 0 thì các bạn thoát. Ngược lại thì ta sẽ đi hủy cái nhân viên mà đang được chọn. Như vậy thì ta phải duyệt từ đầu đến cuối, và nếu như cái node nào đó đang được chọn thì các bạn dùng cái phương thức là iSelected. Nếu bằng true thì chúng ta sẽ remove tại cái vị trí node i đó và ta giảm đi số nhân viên. Và thực hiện xong thì các bạn exit for. Lưu ý những cái xử lý sự kiện trên cái tree view thì chúng ta khi mà chọn một cái nút trên tree view thì chúng ta sẽ phát sinh ra sự kiện chọn. Thì các bạn lưu ý đây là rise event, nghĩa là phát sinh ra một cái sự kiện, rồi tên của event, rồi tên của cái nút mà đang được chọn đó, e.node. Thì cái sự kiện chọn này chúng ta đã khai báo trên cái sự kiện, đây là public event này. Rồi chúng ta có sự kiện. Còn sau khi mà tại vị trí cái nút mà chúng ta đã thêm nhân viên rồi thì chúng ta phải xét nếu như tại cái label đó là nothing, hoặc là chúng ta nhập một chuỗi rỗng hoặc là các khoảng trắng không, thì chúng ta sẽ message box là phải nhập họ tên và ta tiếp tục đưa con trỏ trở lại trạng thái edit là begin edit. Ngược lại thì ta sẽ cho cái selected node bằng với cái nút mà đang được nhập trước đó. Thì đó là cái cách xử lý sau khi chúng ta nhập xong một cái node, một cái nhân viên mới ở trên tree view. Sau đây chúng ta sẽ đi thực hiện chương trình để quan sát các cái kết quả. Thì đây là màn hình. Chúng ta sẽ đi ban đầu các bạn lưu ý là chúng ta trên cái màn hình chúng ta không có thiết kế sẵn cái tree view, mà chúng ta sẽ yêu cầu cái tree view tự hiện ra khi mà chúng ta viết lệnh. Thì khi mới mở màn hình thì các bạn tạo một cái danh sách nhân viên mặc định như thế này. Các bạn có một cái mảng danh sách các cái nhân viên. Sau đó các bạn khởi tạo cây nhân viên bằng new, dùng phương thức new, các bạn truyền vào cái danh sách và cái email list. Thì cái email list này thì chúng ta sử dụng, thì các bạn quan sát đây là cái thuộc tính. Thì trong đây chúng ta có hai cái hình, một cái hình ảnh là cái quyển sách đóng lại và một cái hình ảnh là quyển sách mở ra. Thì trạng thái 0 cho biết là cái nút đang ở trạng thái bình thường, còn ở vị trí 1 thì thể hiện cái trạng thái là đang được chọn. Thì tùy chúng ta thích những cái hình ảnh nào đó các bạn có thể đưa vào, chứ không nhất thiết là phải tìm những cái hình ảnh giống như thế này. Chúng ta có thể tìm tương tự. Tiếp tục quay trở lại với sự kiện mới mở màn hình thì chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta đưa điều khiển này vào tập hợp control của form. Sau đó bạn yêu cầu là visible bằng true, rồi location tại vị trí top, rồi kích thước như thế này. Thì để định được những cái kích thước như mong muốn thì các bạn có thể thực hiện như sau. Các bạn có thể tự vẽ một cái điều khiển nào đó
Ví dụ như là chúng ta có thể chọn một cái điều kiện bất kỳ để chúng ta vẽ. Ví dụ điều khiển này. Một cái điều khiển nào đó. Và chúng ta tự định vị trí như thế này. Và chúng ta muốn cái điều khiển mà chúng ta tạo ra, nghĩa là tree view, nó có cái vị trí tương ứng như thế này. Thì các bạn quan sát trong cái property, thì các bạn tìm các cái thông tin như là size, nghĩa là kích thước. Ví dụ đây là 200, 258. Thì các bạn lát nữa các bạn thể hiện trong cái điều khiển mà các bạn khởi tạo. Ví dụ như ở đây chúng ta có ví dụ như ở đây chúng ta có cái size là 200, 250. Hay là tương tự cái vị trí thì các bạn xem cái location, cái thuộc tính location nó có giá trị bằng bao nhiêu. Thì đây là 8, 12 chẳng hạn. Thì các bạn muốn nó xuất hiện vị trí giống hệt như thế này thì chúng ta lấy cái vị trí mà chúng ta vừa tạo. Thì ở đây chúng ta có vị trí là 88, ví dụ vậy. Thì đó là cái cách để chúng ta tạo ra cái điều khiển có cái kích thước cũng như cái vị trí theo ý của chúng ta. Sau khi tạo xong, các bạn nhớ xóa đi. Bởi vì mục tiêu của việc tạo là để các bạn lấy những cái thông tin mà các bạn cần thôi. Sau khi làm xong thì chúng ta xóa cái điều khiển đó đi. Sau khi xử lý cho cái phần load, nghĩa là tạo danh sách, đưa cái điều khiển nó vào trên form, định ra vị trí hiển thị, các bạn nhớ cho cái visible bằng true. Xử lý cho nút thêm thì công việc rất đơn giản, các bạn chỉ cần là cây nhân viên chấm thêm nhân viên. Thì cây nhân viên chính là cái biến có kiểu là cây nhân viên. Các bạn nhớ khai báo with event. Từ khóa with event này có nghĩa là cho phép chúng ta xử lý sự kiện trên cái lớp đối tượng đó, trên cái đối tượng đó. Rồi nút hủy thì chúng ta chỉ yêu cầu là hủy nhân viên. Còn xử lý khi chọn thì các bạn có là sự chọn cây nhân viên chọn. Muốn xử lý được sự kiện của cây nhân viên thì chúng ta chọn đúng cái biến có tên là cây NV như thế này. Rồi chúng ta có cái sự kiện thì các bạn thấy có sự kiện chọn đây. Rồi chúng ta viết những cái lệnh này vào. Sau đây chúng ta sẽ đi chạy chương trình. Ta sẽ tìm cái form chứa cây nhân viên. Thì các bạn thấy ban đầu chúng ta có danh sách khởi tạo 4 nhân viên với những cái hình ảnh như thế này. Khi chúng ta chọn thì các bạn thấy chúng ta message box lên là bạn đang chọn nhân viên nào đó, và cái hình nó sẽ thay bằng cái hình là quyển sách mở ra. Thì nó được thực hiện khi mà chúng ta chọn là selected email index. Đó, cứ như vậy. Rồi giả sử chúng ta muốn thêm thì các bạn thấy là nó sẽ thêm ở cái nút cuối cùng. Và chúng ta sẽ gõ vào. Thì khi chúng ta gõ Enter thì nó kết thúc cái việc thêm và nó sẽ select ở cái nút như thế này. Rồi chúng ta hủy. Thì cái nhân viên mới thêm sẽ biến mất. Như vậy là chúng ta lại thêm một cái màn hình kế thừa, sử dụng cái lớp kế thừa từ một cái điều khiển sẵn có của hệ thống, đó là tree view. Thì ở bài này giúp cho chúng ta có thể tự tạo một cái điều khiển kế thừa từ một cái điều khiển sẵn có, đồng thời chúng ta có thể tự tạo ra những cái phương thức xử lý cũng như những cái thông tin lưu trữ ở bên trong cái điều khiển theo ý của chúng ta. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.